Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Việt Nam xuất khẩu lô thiết bị quân sự khủng có giá trị hàng trăm triệu đô la, khiến thế giới ngỡ ngàng. Trước đây, khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người thường nghĩ đến sự phát triển của công nghệ viễn thông 4G hoặc khả năng kiểm soát các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Tuy nhiên, thành tựu mới trong lĩnh vực quốc phòng đã chứng minh rằng Việt Nam có tiềm lực mạnh mẽ để vươn ra thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số các doanh nghiệp góp phần quan trọng vào sự phát triển này, không thể không nhắc đến tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, một biểu tượng của sự đổi mới và tiên phong trong lĩnh vực quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Viettel đã phát triển hàng loạt sản phẩm quốc phòng hiện đại, có thể kể đến như tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống thông tin liên lạc, radar cảnh giới, thiết bị mô phỏng huấn luyện. Những nỗ lực này của Viettel không chỉ thể hiện năng lực nghiên cứu, phát triển của Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố an ninh quốc gia và chủ quyền đất nước. Tại triển lãm quốc phòng và an ninh Defense and Security 2023, tổ chức tại Thái Lan, Viettel đã ra mắt hơn 60 sản phẩm công nghệ quốc phòng và tạo dấu ấn đậm nét trong mắt cộng đồng quốc tế. Đặc biệt hơn nữa, tại sự kiện này, Viettel đã ký kết hợp đồng độc quyền với PT Bandara Pranayagatama của Indonesia, một thương vụ có tiềm năng mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD. Thỏa thuận này không chỉ là minh chứng cho uy tín và chất lượng của sản phẩm quốc phòng Việt Nam, mà còn là cột mốc đánh dấu bước tiến lớn của Viettel trên thị trường quốc tế. Vậy, sản phẩm quốc phòng này là gì? Và vì sao đối tác Indonesia lại chọn Viettel của Việt Nam, mà không phải là một đơn vị nào khác? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Viettel là một trong những doanh nghiệp tiên phong, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Từ một tập đoàn viễn thông hàng đầu, Viettel đã không ngừng mở rộng và trở thành biểu tượng của sự đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng. Những sản phẩm công nghệ quốc phòng tiên tiến như hệ thống radar nội địa đầu tiên và hệ thống mô phỏng huấn luyện phi công do Viettel phát triển đã chứng minh năng lực nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp cũng như tiềm năng công nghệ của Việt Nam. Ít ai biết rằng hành trình chinh phục công nghệ quốc phòng của Viettel đã bắt đầu từ năm 2010 với nhiệm vụ đầy thách thức là phát triển hệ thống cảnh giới vùng trời. Dù phải đối mặt với không ít hoài nghi, Viettel vẫn kiên định với mục tiêu tự chủ công nghệ, nắm vững các công nghệ then chốt để khẳng định vị thế là một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Chỉ sau 4 năm miệt mài nghiên cứu, vào năm 2014, radar hoàn chỉ, sản phẩm đầu tiên của Viettel, đã chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp radar của Việt Nam. Viettel không dừng lại ở đó. Tập đoàn tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm radar khác, bao gồm radar máy bay vào năm 2017 và radar cảnh giới biển vào năm 2018, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Trải qua 13 năm phát triển, Viettel đã khẳng định mình là một trong những nhân tố chủ chốt của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, góp phần đáng kể vào quá trình hiện đại hóa quân đội. Tính đến nay, Viettel đã tự sản xuất thành công hơn 50.000 loại sản phẩm thuộc 10 lĩnh vực vũ khí và thiết bị công nghệ cao. Tập đoàn không chỉ tập trung vào sản xuất vũ khí mà còn cung cấp các hệ thống tác chiến trên không gian mạng, các hệ thống mô phỏng phục vụ huấn luyện và đào tạo, cùng nhiều ứng dụng khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm và khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng trong nước. Thế giới đã thực sự ngỡ ngàng trước những bước tiến vượt bậc của Viettel, đặc biệt là tại triển lãm quốc phòng và an ninh Defense and Security 2023, tổ chức tại Thái Lan. Tại sự kiện này, Viettel đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và gian hàng quốc gia của Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 60 sản phẩm công nghệ quốc phòng thuộc 8 lĩnh vực khác nhau. Những sản phẩm nổi bật bao gồm hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, UAV, mạng riêng ảo Private Network và nhiều giải pháp công nghệ hiện đại khác. Các thành tựu này không chỉ củng cố vị thế của Viettel tại thị trường trong nước mà còn tạo tiếng vang trên trường quốc tế. Đáng chú ý nhất tại triển lãm là hệ thống mô phỏng huấn luyện kiếp chỉ huy bay và buồng lái máy bay, một sản phẩm hoàn toàn made in Việt Nam. Hệ thống này đã tạo cơn sốt ngay tại sự kiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Đặc biệt, Viettel đã ký hợp đồng độc quyền phân phối hệ thống mô phỏng này với PT Bandara Pranayagatama, một công ty hàng đầu của Indonesia trong lĩnh vực đào tạo phi công. Thỏa thuận này mở ra tiềm năng doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD, minh chứng rõ ràng cho khả năng cạnh tranh của công nghệ quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế. Triển lãm Defense and Security 2023 không chỉ là nơi thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế mà còn quy tụ những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.
Với sự hiện diện nổi bật của mình, Viettel đã khẳng định vị thế và tiềm lực phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới trong tương lai. Các công ty quốc phòng đã cùng nhau phô diễn sức mạnh công nghệ và tiềm năng hợp tác của mình trong bầu không khí sôi động tại triển lãm. Gian hàng của Việt Nam nổi bật với diện mạo tự tin, thể hiện sức mạnh và sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Hơn 60 sản phẩm công nghệ quốc phòng made in Việt Nam được trưng bày, tạo nên một bữa tiệc công nghệ mãn nhãn, thu hút sự chú ý của đông đảo chuyên gia và khách tham quan. Những sản phẩm này không chỉ minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn phản ánh khát vọng tự chủ và tự cường của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Đặc biệt, lần đầu tiên một sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam được chuyển giao và phân phối độc quyền tại thị trường nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình vươn ra quốc tế của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Sản phẩm này đã gây sức hút lớn nhờ vào những ưu điểm vượt trội sau. Khả năng tái hiện chân thực. Hệ thống mô phỏng có thể tái hiện sinh động các tình huống bay từ đơn giản đến phức tạp trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt, giúp phi công rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và làm chủ buồng lái một cách hiệu quả. Tiết kiệm chi phí và nhân lực. So với huấn luyện trực tiếp trên máy bay thật, hệ thống này giúp giảm chi phí đào tạo hàng trăm lần, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình huấn luyện. Kết nối chiến thuật. Hệ thống tích hợp khả năng kết nối giữa lực lượng trên không và mặt đất, cho phép tổ chức huấn luyện phối hợp tác chiến một cách bài bản và nhịp nhàng, nâng cao hiệu quả tác chiến tổng hợp. Thành công của Viettel có nền tảng vững chắc từ khả năng làm chủ 100% công nghệ lõi của các sản phẩm. Nhờ đó, Viettel không chỉ kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng tối ưu, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường quốc tế. Việc này giúp tập đoàn đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt các yêu cầu đa dạng từ khách hàng. Điều này được minh chứng rõ ràng qua hợp đồng phân phối độc quyền hệ thống mô phỏng máy bay với PT Bandara Pranayagatama, công ty đào tạo phi công hàng đầu Indonesia. Hợp đồng này kéo dài 2 năm và có giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la, thể hiện sức cạnh tranh và tiềm năng lớn của Viettel trên thị trường quốc tế. Việc hợp tác này không chỉ là một thương vụ kinh doanh, mà còn phản ánh chiến lược phát triển bền vững và khát vọng vươn ra thế giới của Viettel. PT Bandara Pranayagatama, với kinh nghiệm hợp tác cùng các tên tuổi lớn như Không quân Hoàng gia Malaysia, Không quân Singapore và Lockheed Martin, đã lựa chọn Viettel làm đối tác chiến lược. Điều này thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và tiềm năng phát triển của Viettel. Ông Pregat Permana, Tổng Giám đốc PT Bandara Pranayagatama, khẳng định rằng sự hợp tác này sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu về thiết bị và đào tạo mô phỏng tiên tiến cho thị trường Indonesia, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào những bước tiến đột phá của Viettel trong tương lai. Thành công của Viettel không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của tầm nhìn, chiến lược và khát vọng tiên phong cùng với những nỗ lực bền bỉ của tập đoàn trong suốt nhiều năm qua. Hiện tại, Viettel là doanh nghiệp Việt Nam sở hữu số lượng bằng sáng chế được bảo hộ tại Mỹ nhiều nhất, bao gồm cả 3 lĩnh vực: quân sự, dân sự và viễn thông, khẳng định vai trò dẫn đầu trong đổi mới và phát triển công nghệ. Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, chia sẻ rằng việc duy trì vai trò dẫn đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao không chỉ là khát vọng của Viettel mà còn là yêu cầu từ đất nước. Ông Thắng nhận định rằng khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi cán cân quyền lực trên trường quốc tế, quốc gia nắm giữ công nghệ cốt lõi sẽ có quyền làm chủ vận mệnh của mình. Lịch sử đã chứng minh, những quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và kém cạnh tranh trên trường quốc tế. Do đó, tự chủ và tự cường về công nghệ là con đường tất yếu để Việt Nam khẳng định vị thế và gia tăng sức mạnh quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Viettel đã xác định 3 mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố vị thế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. 1. Làm chủ công nghệ cốt lõi và sản xuất thiết bị công nghệ cao. Viettel tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển nhằm tự chủ công nghệ cốt lõi và sản xuất các thiết bị công nghệ cao phục vụ cả lĩnh vực quân sự và dân sự. Việc này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn mà còn góp phần quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững và thịnh vượng hơn. 2. Dẫn dắt xu hướng công nghệ mới, Viettel luôn tiên phong trong việc tạo ra những đột phá công nghệ mang tính cách mạng. Tập đoàn không ngừng đổi mới và sáng tạo để củng cố vị trí dẫn đầu ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Chính sự đổi mới liên tục này giúp Viettel duy trì vị thế, tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và xã hội. 3. Chuyển mình từ viễn thông sang công nghệ, Viettel chủ động mở rộng và phát triển từ một doanh nghiệp viễn thông truyền thống trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu. Tập đoàn liên tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ đột phá, đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hình xu hướng công nghệ tương lai. Nhờ đó, Viettel không chỉ khẳng định sức cạnh tranh mạnh mẽ mà còn nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa đất nước tiến gần hơn đến những thành tựu lớn lao trong tương lai.
Nếu thế, chiến thứ ba hoặc một cuộc chiến tranh quy mô lớn từ châu Âu lan rộng sang châu Á, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ phải đối phó ra sao? Mặc dù Việt Nam có thể không phải là bên tham chiến trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn cần luôn đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Thế giới hiện nay vận hành theo quy luật cá lớn nuốt cá bé và luật pháp quốc tế đang bị các cường quốc bóp méo để phục vụ lợi ích riêng của họ. Nga có thể tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ có thể treo cổ Saddam Hussein vì thách thức hệ thống petrodollar, hay Trung Quốc sử dụng sức mạnh để ngăn chặn Philippines tiếp tế cho tiền đồn tại bãi cỏ mây. Trong bối cảnh những điểm nóng và xung đột trên thế giới vẫn liên tiếp xảy ra, thì hòa bình ổn định tại Việt Nam hiện đang trở thành điều quý giá, thứ mà nhiều quốc gia khác như Palestine hay Ukraine ao ước. Tuy nhiên, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và nếu không có sự chuẩn bị, khi lửa lan đến Việt Nam, hậu quả sẽ rất khó lường. Theo bảng xếp hạng năng lực quốc phòng hiện nay, Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và thứ 22 trên thế giới. Tuy nhiên, những con số này không đảm bảo sức mạnh một khi chiến sự nổ ra, đặc biệt nếu nguồn cung vũ khí hoặc công tác hậu cần không đủ đáp ứng. Vậy, câu hỏi đặt ra là năng lực chuẩn bị cho chiến tranh của Việt Nam hiện đang ở mức nào? Nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam được ra đời ngay sau khi đất nước giành độc lập vào năm 1945 và từ đó trải qua gần 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đồng hành cùng với mọi thắng lợi của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã phát triển qua nhiều giai đoạn và hiện đang không ngừng lớn mạnh. Khởi đầu từ các xưởng sửa chữa vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật, ngày nay hệ thống các cơ sở nghiên cứu, sản xuất quốc phòng đã được xây dựng khắp cả nước, bao trùm nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Hầu hết các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước và được Bộ Quốc phòng quản lý. Từ đó, Việt Nam đã thành công trong việc sản xuất nhiều sản phẩm quốc phòng nhờ vào hợp tác chuyển giao công nghệ với các nước trên thế giới. Các sản phẩm bao gồm súng bộ binh, tàu quân sự, đạn dược, thuốc phóng, thuốc nổ và gần đây là cả tên lửa. Hiện tại, Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng của mình ra thị trường quốc tế, khẳng định tiềm năng phát triển và hội nhập của công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây. Việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm quốc phòng mới đã cho thấy rằng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay có đủ năng lực sản xuất toàn bộ các loại vũ khí, trang bị cần thiết cho các sư đoàn bộ binh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, khi Việt Nam đã làm chủ được 5 nhóm sản phẩm công nghệ quốc phòng lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tác chiến chiến thuật và thực hiện các chiến dịch quy mô lớn. Nhóm thứ nhất bao gồm vũ khí bộ binh như súng tiểu liên, trung liên, đại liên, cùng với các vũ khí cho phân đội như súng cối, súng chống tăng và súng phòng không 12,7mm. Nhóm thứ hai là về đạn dược, trong đó Việt Nam đã tự sản xuất được hầu hết các loại đạn cho súng bộ binh, pháo binh, phòng không và hải quân. Nhóm thứ ba là các sản phẩm khí tài quang học, điển hình như ống ngắm ngày đêm được gắn trên súng bộ binh, súng chống tăng và súng cối. Nhóm thứ tư thuộc lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, Việt Nam đã tự đóng mới được 50 chủng loại tàu, bao gồm các tàu chiến hiện đại như tàu pháo, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu cứu hộ tàu ngầm. Nhóm thứ năm là các khí tài ngụy trang, nghi binh và vật tư kỹ thuật để cải tiến, hiện đại hóa, nâng cấp vũ khí trang bị cho quân đội. Bên cạnh việc làm chủ các công nghệ nền và công nghệ lõi, Việt Nam đang từng bước phát triển các loại vũ khí công nghệ cao với bảng điều khiển tích hợp hiện đại. Hướng đi này không chỉ nhằm phục vụ quân đội mà còn phát triển theo hướng lưỡng dụng, có thể thiết kế, chế tạo các sản phẩm quân sự và dân sự đồng bộ. Đây là bước đi chiến lược đúng đắn, bởi công nghiệp quốc phòng là xương sống của một quân đội mạnh. Một khi chiến sự nổ ra, khả năng bổ sung khí tài và đạn dược nhanh chóng sẽ giúp quân đội duy trì sức mạnh chiến đấu, làm kẻ thù khiếp sợ và tạo nên thắng lợi. Để mở rộng quy mô sản xuất và tạo ra những loại vũ khí đủ mạnh, có khả năng tấn công quyết liệt, cần những con người tài năng và tâm huyết. Nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đạt được những thành tựu hiện nay, một phần là nhờ có những người yêu nước như giáo sư Trần Đại Nghĩa, người đã từ bỏ mức lương hàng chục cây vàng của thực dân Pháp để phục vụ cho Tổ quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, những người như ông Trần Đại Nghĩa trở nên hiếm hoi, và vì vậy, chính sách thu hút nhân tài cho ngành công nghiệp quốc phòng là vô cùng cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đang dần tự sản xuất vũ khí, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để phát triển công nghiệp quốc phòng thành một ngành mũi nhọn, Việt Nam đang nỗ lực thu hút các nhà khoa học giỏi, trong đó có những người từng làm việc cho các tập đoàn lớn như Lockheed Martin, Boeing và Airbus quay trở về cống hiến cho đất nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chỉ ra rằng thành công của Viettel trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và an ninh có được nhờ vào các cơ chế đặc thù thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới.
Ông chia sẻ rằng các nhà khoa học Việt Nam làm việc ở nước ngoài với mức lương từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi tháng, vẫn mong muốn trở về vì lòng yêu nước. Tuy nhiên, mức lương trong nước hiện chỉ có thể đáp ứng ở mức 150 triệu đồng mỗi tháng. Vì thế, theo ông Giang, cần có những chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút những tài năng này, đồng thời tạo điều kiện cho họ được tham gia vào Đảng, trở thành sĩ quan chỉ huy, điều mà đại đa số các nhà khoa học đều mong muốn. Ông cũng thẳng thắn thừa nhận rằng việc thu phục những nhà khoa học tài năng từ các công ty lớn như Boeing và Lockheed Martin là thách thức lớn. Những người này, dù đang có mức lương rất cao và cuộc sống ổn định tại nước ngoài, vẫn có mong muốn trở về đóng góp cho đất nước. Do đó, để thu hút họ, cần có chính sách đãi ngộ tốt. Nếu chỉ trả mức lương theo cấp bậc sĩ quan như đại tá hay đại úy, chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của họ. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai, Việt Nam cần tập trung xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc. Thế trận lòng dân không chỉ đơn thuần là sự đoàn kết mà còn là tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và ý chí đấu tranh kiên cường của toàn thể dân tộc. Những giá trị này đã được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử, qua các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Như trong lịch sử, chiến thắng của dân tộc ta trước quân Nguyên Mông dưới sự lãnh đạo của nhà Trần không thể có được nếu thiếu đi sự thống nhất trong lòng dân, được thể hiện qua hội nghị Diên Hồng. Khi cả dân tộc, từ già trẻ, gái trai đều đồng lòng một hướng, cùng nhau quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng quét sạch kẻ thù. Tổng kết lại, để chuẩn bị cho các cuộc chiến lớn trong tương lai, Việt Nam sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn quan trọng. Nền công nghiệp quốc phòng mạnh, đây là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự tự chủ về vũ khí trang bị, nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công khi cần thiết. Con người sáng tạo, con người không chỉ là lực lượng vận hành nền công nghiệp quốc phòng mà còn là những người có trí tuệ và lòng yêu nước. Họ cần được đào tạo bài bản, có điều kiện phát huy khả năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn thể nhân dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Một lòng đoàn kết trong các thời điểm khó khăn sẽ tạo ra sức mạnh vô hình, giúp vượt qua mọi thử thách. Đúng như câu nói của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong quân đội không có việc gì là không làm được, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành và kẻ thù nào cũng đánh thắng, để giữ lấy một điều, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do,